Hiện tại bữa nay Long Phát Cao Đôi đã có mặt tại chợ mới An Giang để bàn giao dàn loa G9000 ấy phiên bản nâng cấp cho gia đình anh Nhiều. Bữa nay thì cũng vừa đấy nhà anh Nhiều. Bây giờ bữa nay sẽ bóc dàn loa vào bên trong, sau đó tháo dàn loa, lắp đặt căn chỉnh rồi test lại chất âm của loa cũng như là của hai mic tại nhà anh Nhiều luôn ạ. À. Nhà mình cùng đeo tai nghe vào để cảm nhận chất âm của dàn loa G10 ấy phiên bản nâng cấp. Preparing and initiating base test. Preparing and initiating base test. Base test. Preparing and initiating vocals test. Yeah.
test xong chất âm của loa cũng như là của hai mic. Hiện tại máy này Long Phát Audio đang hướng dẫn cho anh nhiều cách sử dụng dòng loa G9000X phiên bản nâng cấp đơn giản và hiệu quả nhất. Đây là một vài câu hỏi tham khảo ý kiến của khách hàng. Máy này Long Phát Audio đang có mặt tại nhà anh nhiều ở chợ mới An Giang anh chị mình nha. Thì nãy giờ anh nhiều cũng đã test chất âm của nhà cũng như là chất âm của mic, thì sau đây em sẽ phỏng vấn coi thử nãy giờ anh test cảm nhận như thế nào. Dạ anh cho em xin cảm nhận là nãy giờ anh test chất âm của nhạc, chất âm của mic thì anh thấy như thế nào? Ban đầu thì anh thấy thì nó ngon ok đó. Dạ. Dạ. Từ tìm hiểu nữa. Dạ. Nãy giờ anh thấy nhân viên được phục vụ anh từ khâu tư vấn đến khâu bàn giao ở đây anh thấy như thế nào? Được. Dạ anh cứ nói thực tế cho khán giả cùng xem hả? Anh theo dõi bên em lâu chưa? Từng lễ à? Tham dõi một tuần rồi chốt luôn siêu phẩm G9000X bản nâng cấp anh chị em mình nha. Đó. Dạ anh thấy sản phẩm ở đây có giống như trong video mà em quảng cáo đây nha. Mặt đúng có bự hơn như thế nào không? Dạ giống như quảng cáo. Dạ đó giờ anh tham khảo ở đâu nhiều chưa hay là chỉ tham khảo một mình bên em thôi? Không hỏi đâu chưa. Dạ, anh chỉ xem dạ. một em phát là chốc luôn đúng không? Dạ. TikTok nhiều đó anh gặp đi. Dạ. Thôi em cũng thay mặt công ty là cảm ơn gia đình mình, chúc gia đình mình làm ăn phát tài phát đạt, gia đình mình sức khỏe. Dạ. Dạ. Thay mặt công ty Long Phát Audio cảm ơn gia đình anh nhiều và quý khách hàng trên toàn quốc luôn quan tâm yêu mến và đồng hành cùng Long Phát Audio suốt thời gian qua. Bye bye mọi người.